Ờ, chính lang xin được chào tất cả mọi người. À, hôm nay mình có lên núi tìm một à, loại cây à, mọc bám trên à, vách đá hoặc là bám trên à, những thân cây à, đá chết. Mục à, đây chính là cây à, đuôi công hay à, mọi người thường gọi tên gọi khác là cây à, luyên tự uyên Một loại cây à, trị vết thương rất là tốt, đặc biệt là bỏng cấp độ 3, cấp độ 2 thì à, nên dùng cây này và đặc biệt là các vết thương À, có miệng hở rộng thì dùng cây này liền sẹo rất là nhanh mọi người nhé và mình có bắt gặp một uh, giềng lan không biết là lan gì và nó vừa ra hoa rồi mọi người ạ không biết là loại này hoa có đẹp không mọi người biết uh, đây là lan gì thì, thì bảo chính với nhá và đây uh, tí nữa mình sẽ chia sẻ cho mọi người một số uh, cách dùng cũng như là công dụng của cây thuốc này một cây thuốc uh, trong uh, quân đội ngày xưa dùng uh, được sử dụng rất là nhiều và đã được uh, kiểm chứng về đặc tính của nó mọi người ạ. Đây là số uh, cây uh, lân lan toin với lại cây lan rừng hôm qua mình uh, lấy ở núi xuống và một số cây uh, lân lan toin mình đã sử dụng làm thuốc. Uh, còn cây này thì mình sẽ uh, treo lên đây và để uh, cho nó sinh trưởng ở đây mai sau này mình uh, sử dụng thuốc và khỏi phải lên núi uh, lấy nữa mọi người ạ. Và mình sẽ buộc vào đây và cũng như là chia sẻ cho mọi người một số bài thuốc uh, về cây uh, lân tơ uyên này. Uh, cây lân tơ uyên hay uh, thường được gọi là cây uh, uh, sống rắn, uh, cây đuôi công mọi người ạ. Đây lá của nó xẻ lông chim giống như là uh, đuôi con công. Nên mọi người hay gọi đây là cây đuôi công, là một loại cây ký sinh bám trên vách đá hoặc là bám trên những loại cây cổ thụ. Nó Cây này có nó dây rất là dài, thường dài từ 10 đến 20 mét mọi người ạ, có thân hình trụ tròn và lá của nó thì có cuống rất là dài. À, khi nó mọc lá non thì lá của nó không xẻ như thế này mọi người, ạ lá của nó nguyên luôn. Và khi lá già thì nó sẽ xẻ rất là nhiều, sẽ hình lông chim đây. Và rễ của nó thì mọc xung quanh thân dài của nó. Cây này theo nghiên cứu của y học cổ truyền và đã được chứng minh lâm sàng thì sử dụng rất tốt cho các vết thương hở. Uh, nó có khả năng uh, sát trùng và trị uh, được một số vi khuẩn Nên là tránh nhiễm trùng cho các vết thương hở Đặc biệt là các vết thương có miệng rộng Các vết thương uh, uh, do bỏng cấp độ 2 và cấp độ 3 Thì uh, mọi người có thể dùng loại cây này Đây mình uh, treo cả cây uh, lan mà hôm qua mình lên lấy và cũng đã cho mọi người xem đây uh, Mình cũng không biết nữa, đây là cây lan gì mình sẽ treo lên như thế này để cho nó sống hôm qua thì mình cũng bắt gặp hai cây này thì nó gần nhau luôn và hôm nay thì mình cũng xe duyên cho nó luôn ở đây hai cây buộc luôn và làm một ở đây mọi người ạ cây thuốc lân tô in này thì không có quá nhiều công dụng để chữa nhiều bệnh À, nhưng mà nó lại rất tốt uh, để uh, đặc trị để, uh, các loại vết thương hở các vết thương uh, có miệng rộng và theo uh, khuyến cáo của uh, các nhà thuốc trong uh, đông y thì uh, không nên sử dụng uh, các vết, cho các vết thương nhỏ mà các vết thương có dị uh, vật ở trong bởi vì cây này thì uh, nó làm liền sẹo rất là nhanh mọi người ạ và điều trị hỗ trợ cho các uh, bị uh, bỏng cấp độ 2 và cấp độ 3. Để mà sử dụng uh, cây này thì uh, mọi người uh, sử dụng uh, 1kg thân tươi này. Và mọi người thái mỏng, uh, cạo sạch vỏ và thái mỏng. Sau đó mọi người uh, đun sắc uh, từ 2 đến 3 tiếng với lại 3 lít nước uh, cho cạn đến còn 2. Uh, 700ml thì mọi người sử dụng, thì mọi người, uh, mọi người sử dụng uh, để mà rửa vết thương, những vết thương hở, vết thương uh, tổn thương có miệng rộng, mọi người uh, rửa bằng nước uh, lân tơ uy này, uh, sau đó mọi người uh, uh, dùng uh, gạc thấm uh, nước uh, của uh, lân tơ uy này, mọi người đắp lên vết thương và mọi người có thể uh, uh, thay băng hai uh, ngày thay một lần băng lân tôi này thì uh, trong khoảng 2 đến 3 ngày thì vết thương uh, sẽ lại có uh, mọc ra mới rất là nhanh mọi người ạ uh, cây thuốc này uh, đã được uh, viện y học uh, nghiên cứu và sử dụng uh, lâm sàng trên uh, rất là nhiều người và uh, có kết quả rất là tốt Đấy, ngoài công dụng làm thuốc ra thì mọi người có thể sử dụng cây thuốc để làm cảnh như mình đây Làm cảnh cũng rất là đẹp Nếu mà mọi người có không gian rộng thì treo cây này cũng rất là đẹp Để thanh lọc không khí và làm xanh môi trường mọi người ạ Nếu mà mọi người có thể cây này ngoài những cách đun sôi sắc thuốc Thì mọi người còn có thể nấu cao để sử dụng nhé nhưng mà mọi người không thể không nên sử dụng hàm à, lượng đậm đặc quá bởi vì cây này nó có tác dụng à, rất là nhanh và à, độ à, kháng sinh của nó rất là cao nên mọi người không thể sử dụng liều lượng đậm đặc. Ngoài ra thì à, mọi người có thể à, gặp à, nếu mà bị à, vết thương à, mà ở rừng gặp luôn cây này thì mọi người có thể giá nát cây này và à, bôi à, nước của cây này lên vết thương luôn mọi người nhé. À, còn những vết thương ở nhà thì mình có thể sắc nước và sơ chế như mình đã à, chia sẻ cho mọi người. còn nếu mọi người gặp ở rừng thì mọi người có thể dùng trực tiếp luôn. Đấy, vừa rồi thì à, mình cũng đã chia sẻ một số à, những cái kiến thức của mình về cây thuốc này để chia sẻ cho mọi người để sử dụng à, với các vết thương bỏng hay là vết thương à, miệng rộng à, thì mọi người có thể tham khảo và sử dụng à, để mà chữa trị à, bệnh của mình tốt hơn. À, xin cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và theo dõi cùng mình